Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc Nội Quy Đảo Khỉ. Cô mời các bạn mở sách tiếng Việt 2 tập 2 trang 43-44 ra. Sau khi học xong bài này, các bạn sẽ biết đọc trôi chảy toàn bài, hiểu nghĩa từ khó, hiểu và giúp các em có ý thức tuân theo nội quy khi đi đến những nơi công cộng. Bây giờ cô cùng các bạn đọc bài nhé. Nội quy đảo khỉ. Sau một lần đi chơi xa, khỉ nâu về quê nhà, cảnh vật nhiều thay đổi. Thấy một tấm biển lớn ngay bến tàu, khỉ nâu bèn theo mấy khách du lịch đến xem. Nội quy đảo khỉ. Đảo khỉ là khu vực bảo tồn loài khỉ. Khách đến tham quan đảo khỉ cần thực hiện những quy định dưới đây. 1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo. 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng. 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ. 4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo. Ngày 15 tháng 1 năm 1990, Ban quản lý điểm du lịch đảo khỉ. Đọc xong nội quy, khỉ nâu cười khành khạch, tỏ vẻ khoái chí. Nguyễn Trung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện đọc từ khó. Các bạn cùng đọc với cô nào. Tham quan, hành khách, khoái chí, nội quy, đảo khỉ, bảo tồn. Cô mời các bạn đọc lại một lần nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu. Để đọc được những điều nội quy, chúng ta cần ngắt nghĩ cho đúng. Cô đọc. 1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo. 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng. 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ. 4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo. Cô mời các bạn đọc lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần giải nghĩa từ. Du lịch là đi chơi xa, cho biết đó biết đây. Bảo tồn là giữ lại, không để mất. Cụ thể, trong bài tập đọc này, bảo tồn loài khỉ là giữ lại, không để loài khỉ biến mất. Tham quan là xem, thăm một nơi để mở rộng hiểu biết của mình. Quản lý là trông coi và giữ gìn. Khoái chí là tỏ vẻ thích thú. Bây giờ, cô mời các bạn đọc lại toàn bài Nội quy đảo khỉ này 4 lần nữa để giúp chúng ta hiểu được nội dung bài đọc. Cô mời các bạn đọc. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu nội dung bài đọc. Cô mời các bạn đọc 3 câu hỏi. Câu 1. Nội quy đảo khỉ có mấy điều? Câu 2. Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào? Câu 3. Vì sao đọc xong nội quy, khỉ nâu lại khoái chí? Cô mời các bạn tự trả lời câu hỏi. Cô lưu ý, khi các bạn trả lời câu hỏi, cần trả lời thành câu. Bây giờ, cô cùng các bạn trả lời câu hỏi nào. Câu 1. Nội quy đảo khỉ có mấy điều? Chúng ta trả lời. Nội quy đảo khỉ có 4 điều.
Câu hỏi số 2. Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào? Chúng ta trả lời: Em hiểu những điều quy định nói trên là: Điều 1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo, có nghĩa là ai cũng phải mua vé, có vé mới được lên đảo. Điều 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng là: Không trêu chọc thú nuôi, nếu lấy sỏi, ném thú, lấy que, chọc thú sẽ làm thú tức giận hoặc làm chúng bị thương, thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Điều 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ, có nghĩa là có thể cho thú ăn, nhưng không cho thú ăn những thức ăn lạ. Thức ăn lạ có thể gây, có thể làm cho thú mắc bệnh, ốm hoặc là chết. Điều 4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo, có nghĩa là không nên vứt rác, khẹt nhổ, đi vệ sinh đúng nơi quy định để đảo luôn sạch, đẹp, không bị ô nhiễm, thực sự là điểm du lịch hấp dẫn khách tham quan. Đó là những điều quy định khi đến tham quan đảo khỉ của chú khỉ nâu trong bài. Bây giờ, cô mời các bạn xem một đoạn phim nói về các điều quy định khi đến tham quan đảo khỉ ở huyện Cần Giờ nhé. Di tích lịch sử chiến khu rừng Thác Cần Giờ hân hạnh kính chào quý khách. Kính chúc quý khách một ngày tham quan vui vẻ, cho nhiều bổ ích. Thưa quý khách, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tham quan, rất mong quý khách lưu ý và thực hiện những quy định sau. Quý khách không được chọc phá khỉ và các loài động vật quan giả khách. Để đề phòng khỉ tấn công, quý khách không được mang các thức ăn, nước uống từ ngoài vào khu vực tham quan. Các bậc phụ huynh phải quan tâm quản lý con em mình, không được cho trẻ em cầm những thức ăn và trực tiếp cho khỉ ăn. Nhằm đảm bảo an toàn, đề nghị quý khách không tổ chức ăn uống trong khu vực tham quan, chỉ ăn uống tại khu vực nhà hàng, căng tin. Để tránh mất nát tài sản do bị khỉ giật, xin quý khách lưu ý cẩn thận và tự quản lý đối với những vật dụng cá nhân như túi sách, mắt kính, điện thoại, máy quay phim, máy ảnh, mũ, nón mang theo. Các vật dụng không cần thiết, quý khách vui lòng để lại trên. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Vì sao đọc xong nội quy, khỉ nâu lại khoái chí? Chúng ta trả lời: Đọc xong nội quy, khỉ nâu lại khoái chí vì bản nội quy này bảo vệ loài khỉ, yêu cầu mọi người giữ sạch, đẹp hòn đảo nơi khỉ sinh sống. Bây giờ cô sẽ dẫn các bạn đi tham quan một đảo khỉ khác ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa nha. Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hiện không phải là địa phương duy nhất gắn việc nuôi khỉ với mục đích phát triển du lịch. Thế nhưng, so với các bà Hải Phòng và Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, thì số lượng khỉ nuôi ở Hòn Lao lại đông hơn hẳn, thậm chí gấp đôi, gấp ba. Hiện trên đảo có hơn 1.200 chú khỉ đang sinh sống, bao gồm hai loài là khỉ Macaca hirudinus và khỉ Macaca fasciculatus. Khỉ ở đây sống theo bầy đàn và được chia thành 3 bầy. Các bầy này đều chịu sự điều khiển của một con khỉ đực thống trị, hay còn gọi là vua khỉ. Nhìn chung, cuộc sống sinh hoạt của khỉ ở đây cũng có nhiều nét giống người. Chúng cũng làm lũ trò, tranh giành đồ ăn, chụm đầu vào nhau trò chuyện, chọc ghẹo, bắt chí cho nhau hay đánh nhau tranh khỉ cái. Mỗi ngày đàn khỉ ở Hòn Lao này sử dụng một lượng lớn thực phẩm, trung bình 150kg gạo và hoa quả. Số lượng này sẽ tăng lên vào mùa du lịch thấp điểm và sẽ thấp hơn vào mùa cao điểm vì có sự hỗ trợ đồ ăn từ khách du lịch. Như vậy các bạn thấy, khi chúng ta đi tham quan, du lịch hoặc đi đến một nơi nào đó và cần tuân theo nội quy ở nơi đó. Ví dụ, khi ta đi đến bệnh viện, ta cần tuân theo nội quy ở bệnh viện như giữ trật tự, không gây ồn ào, không xả rác. Hoặc khi chúng ta đi tham quan ở công viên như Thảo Cầm Viên, ta cũng tuân theo nội quy ở Thảo Cầm Viên như không bẻ lá, hái hoa, không chọc phá thú, không cho thú ăn các loại thức ăn lạ, không xả rác, nếu có rác thì bỏ rác vào thùng rác. Đó là thể hiện ta là một người văn minh, lịch sự, có văn hóa. Cô tin là các bạn làm được.
Bài học đến đây là hết rồi. Cô chúc các bạn học tốt. Chào tạm biệt các bạn.